Con chưa quy y thọ năm giới nhưng con có ý chí quyết tâm giữ năm giới. Lúc rảnh rỗi con hay trì giới. Tuy nhiên do yếu tố công việc và stress áp lực nên công việc nên một tháng có nhậu 3-4 lần. Thưa sư, như vậy có gọi là phạm giới hay không? Với những người như con làm sao để vượt qua cám dỗ nhậu nhẹt để giữ được năm giới? Chúng ta thường có một cái sự hiểu lầm, đó là khi nào mà chúng ta giữ giới, chúng ta thọ giới rồi chúng ta phá giới thì cái nghiệp nó sẽ lớn hơn là cái chuyện là chúng ta không có giữ giới. Xin thưa, dù cho chúng ta có thọ giới hay không thọ giới thì việc chúng ta phạm cái ác nghiệp thì nó vẫn cứ là ác nghiệp. Thì đối với một người không có giới đó thì chúng ta không thể nào nói là họ phạm giới được, bởi vì họ có giữ giới, họ có giới đâu mà họ giữ, nhưng mà họ có tạo ác nghiệp. Cái ác nghiệp của một người giữ giới rồi phạm giới và ác nghiệp của một người không giữ giới và phạm giới. Đối với hàng cư sĩ, năm giới cơ bản là như nhau, cái ác nghiệp đó là như nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta uống rượu thì một cái anh cư sĩ ảnh thọ năm giới xong rồi ảnh uống rượu, và một cái người ví dụ như là đạo cốc, đạo ổi, đạo xoài gì đó, họ không có giữ cái giới đó, và đối với họ cái việc uống rượu là hợp pháp, họ không giữ giới uống rượu, thì khi hai con người đó uống rượu vẫn đi địa ngục như nhau. Chứ chúng ta không thể nào nói là do chúng ta là người Phật tử rồi chúng ta uống rượu thì chúng ta sẽ chịu cái nghiệp nó nhẹ hơn thì không đúng. Hoặc chúng ta nói là khi tôi không giữ giới thì tôi đâu có phạm giới thì cũng không đúng. Ác nghiệp dù anh có giữ giới, anh có coi đó là giới để anh giữ hay anh không coi đó là giới để anh giữ, thì ác nghiệp vẫn cứ là ác nghiệp. Đấy, chỉ khác ở chỗ đó, cái người học Phật có cái sự giữ giới thì họ có lòng hổ thẹn. Chính cái hổ thẹn đó nó là nền tảng để cho họ kiêng dè cái việc phạm các ác nghiệp ha. Còn khi mà chúng ta phạm ác nghiệp rồi thì nó cũng như nhau. Cho nên khi mà sư nói về giới đó, sư vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại một câu, đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Rồi đối quý vị hỏi là làm sao để mà vượt qua sự cám dỗ của cái việc mà nhậu nhẹt đó. Đức Phật nói như thế này nè, có 3 điều đối với hàng phàm phu là không biết đủ. Thứ nhất là vấn đề tính dục, đối với họ là phàm phu không bao giờ biết đủ. Thứ hai, vấn đề ngủ nghỉ, đối với phàm phu là không bao giờ biết đủ. Thứ ba là việc uống rượu và các chất say, đối với phàm phu là không bao giờ biết đủ. Cho nên cái việc uống rượu đó phải thừa nhận là nó là một vấn đề rất là nghiêm trọng, mà Đức Phật đánh đồng nó tương đương với các cái vấn đề của giới tính. Đấy, dù cho sư nói cái cách gì đi nữa thì quý vị cũng phải thực hành thôi. Thực hành thường xuyên thì nó mới khá được, chứ còn sư nói là quý vị để qua một bên thì không khá. Bây giờ đối với người mà có quyết tâm mà muốn cai, muốn bỏ, thì sư nói quý vị phải làm thường xuyên như thế này: mỗi tối trước khi đi ngủ, mỗi sáng khi thức dậy, và trước khi mỗi một lần cầm ly rượu lên, và làm hàng ngày, tối trước khi đi ngủ, sáng sau khi thức dậy, cộng thêm mỗi khi mà cầm ly rượu lên. Suy nghĩ như vậy. Uống rượu, đây là cái vé đi địa ngục. Uống rượu là đi địa ngục. Thứ hai, nó sẽ cho kết quả đời này và đời sau. Đời sau sanh ra làm người ngu dốt, thiếu trí. Những cái kẻ điên khùng, điên loạn, nó sẽ là ta của đời sau. Đời sau ta sẽ trở thành một cái người điên loạn như vậy. Đấy. Và suy nghĩ tiếp là ta là một người học đạo. Đức Phật đã dạy cho ta thấy được cái sự nguy hại của việc uống rượu. Vậy mà ta vẫn uống như vậy, ta có xứng đáng hay không? Lòng hổ thẹn của ta ở đâu? Lòng hổ thẹn tội lỗi của ta ở đâu? Lòng ghê sợ tội lỗi của ta ở đâu? Có thể là quý vị làm một lần, hai lần, quý vị sẽ thấy là nó không xi nhê gì hết. Nhưng mà quý vị thực hành đi, làm mỗi ngày đi. Làm mỗi ngày. Và khi mỗi khi mà cầm ly rượu hoặc dính dáng tới rượu, mỗi khi mà quý vị nhắc tới rượu, mỗi khi mà nghe tới rượu, lỗ tai nghe cái chữ rượu, mắt nhìn thấy rượu, mũi ngửi mùi rượu, thân chạm vào ly rượu, quý vị đều suy nghĩ như vậy. Đó, rồi suy nghĩ là Đức Phật đã dạy về những cái lợi ích của một người không uống rượu. Đó là đời sau sẽ sanh thiên. Đời sau là một người có nhiều trí tuệ. Tất cả các thành tựu ở đời này chỉ có được ở một người có trí, chứ không phải ở một người không có trí. Đấy. Quý vị cứ thực hành thường xuyên, suy nghĩ, quán tưởng liên tục như vậy. Quán tưởng về tác hại của rượu, quán tưởng về sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, quán tưởng về những cái lợi ích của việc không uống rượu. Đấy. Thì khi mà quý vị quán tưởng như vậy đấy, thì tự nhiên từ từ là nó sẽ thay đổi dần ha, nó sẽ thay đổi dần quý vị. Còn mà khi mà chúng ta chỉ hỏi rồi thôi, chúng ta bỏ xó đó, làm được lần hai lần rồi bỏ, thì không thuốc gì cứu được quý vị hết trơn. Giống như một người muốn khỏe mạnh, muốn có thân hình sáu múi thì phải tập luyện thường xuyên, tập tạ, tập gym, tập này nọ thường xuyên. Chứ còn thỉnh thoảng cầm cục tạ lên là nhấc 2-3 cái xong rồi cả tháng sau không đụng tới thì không ai mà giúp được mình hết trơn cái chuyện đó. Ha, phải thực hành thường xuyên.